Ở bên này thì chúng ta sẽ tùy chỉnh thứ tự gia công theo một cái trình tự mà chúng ta mong muốn. Thì các bạn mở file có tên là Recent Sequence trong cái thư mục bài tập. Vì chúng ta có sẵn một cái bước gia công này. Mình edit vào trong cutting parameter connection. Thì đây là thứ tự của những khu vực gia công chúng ta tùy chọn ở trong cái mục là Recent Sequencing. Bây giờ chúng ta muốn gia công theo những cái thứ tự mà chúng ta mong muốn đó, thì các bạn chọn Follow Start Bone. Thì với tùy chọn này các bạn cần phải xác định những cái điểm bắt đầu trước. Vì chúng ta muốn xác định những điểm bắt đầu đó thì các bạn vào trong nông cách tiên mu. Các bạn chọn là Start Drill Bone. Ở cái tab này chúng ta tìm đến cái mục là Region Start Bone. Thì các bạn chỉ cần chọn những cái điểm mà chúng ta muốn bắt đầu ở những khu vực. Giả sử như chúng ta chọn vị trí này thứ nhất nè, khu vực này là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Thì đó là những cái thì đó chúng ta đã xác định được thứ tự gia công ở những cái khu vực này. Sau khi mà chúng ta chọn xong á, thì các bạn quay trở lại cutting parameter connection, các bạn chọn là follow start bone thì nó sẽ gia công những khu vực theo những điểm bắt đầu chúng ta đã chọn. Nếu như bạn muốn cái thứ tự này, thứ tự gia công nó được tối ưu theo cái phần hình học của chi tiết, thì các bạn vào trong cutting parameter connection và chọn là optimize. Thì với tùy chọn này, Anis nó sẽ tự động tối ưu thứ tự gia công cho chúng ta. Các bạn thấy là Anis nó tự động tính toán cái thứ tự như thế này theo cái trình tự hợp lý nhất.